sau khi người đẹp Mexico, Andre Mera chính thức đăng quang Miss Universe 2020, hành trình trinh chiến của 74 cô gái tại đấu trường nhan sắc khốc liệt đã khép lại. Vốn là người thân thiện, năng động và tình cảm nên Khánh Vân liên tục ghi điểm bởi loạt hành động đẹp và được bạn bè quốc tế vô cùng yêu mến. Sáng ngày 18 tháng 5, giờ Việt Nam, Khánh Vân đã đăng tải clip ôm chặt bốn người bạn trong tim thun lạnh gồm đại diện Anh, Canada, Malaysia để chào tạm biệt trước khi các người đẹp trở về quê hương. Không cần nói nhiều, chỉ qua cách Khánh Vân ông thắm thiết và các nàng hậu cuốn quyết lấy nhau đầy quyến luyến đã chứng minh tình bạn đẹp của những cô nàng từng là đối thủ tại Miss Universe 2020. Clip, Khánh Vân nghẹn ngào và quyến luyến chia tay, tim thun lạnh, cực lầy tại Miss Universe 2020. Mỹ nhân Việt xúc động ông lấy đại diện Malaysia và Canada trước khi các nàng hậu trở về nước hậu cuộc thi tình bạn diệu kỳ của các cô gái, tim thun lạnh, khiến người hâm mộ khen ngợi nước nở. Bên cạnh đó, người bạn cùng phòng với Khánh Vân trong suốt hai tuần qua, Francisca Luhong Yem, Miss Universe Malaysia cũng có lời nhắn nhủ đặc biệt dành cho đại diện Việt Nam. Đồng hành cùng Khánh Vân mỗi ngày, Francisca Luhong Yem xúc động viết, Tôi thực sự rất vui khi cổ vũ cho cô bạn mới của tôi là Khánh Vân đã lọt vào top 21. Cô ấy và ekip của cô ấy thực sự xứng đáng, Cô ấy và Tim đã có những đêm không ngủ, Vân đã làm rất tốt. Chắc chắn tôi sẽ nhớ cô ấy rất nhiều, Miss Apa của tôi. Francisca Lu Miss Universe Malaysia tiết lộ sẽ rất nhớ Khánh Vân sau hơn 2 tuần là bạn cùng phòng và dính như sam với nhau trong mọi hoạt động. Trong suốt những ngày chinh chiến ở Mỹ, không chỉ giữ vững phong độ nhan sắc, Khánh Vân liên tục ghi điểm khi luôn tỏ ra nhiệt tình, thân thiện với hội chị chị em em. Trước khi kết thúc hành trình tại Miss Universe 2020, Khánh Vân còn tiết lộ cô đã làm quen với rất nhiều người bạn, thậm chí còn hứa khi người nào kết hôn thì cả nhóm sẽ bay sang đất nước đó để làm dâu phụ. Sau tất cả, tình bạn diệu kỳ của các nàng hậu khiến dân tình vô cùng ngưỡng mộ. Clip, từ những ngày mới sang Mỹ, Khánh Vân vũ thí sinh Miss Universe 2020 mặc đồ bộ đi trợ lập, tim thung lạnh, cực lầy và đáng yêu. Clip, Khánh Vân vui đùa cùng hội chị em Miss Universe trước khi bước vào đêm chung kết. Ảnh, clip, Instagram nhân vật